Hello, xin chào con đến từ channel Fugali. Hôm nay thì bữa giờ mình công gia video mới với con hơn là 3-4 tháng rồi mà công gia video mới. Chắc ha mình sẽ đăng video này là chắc sẽ ít ai xem lắm. Bởi vì mình đã có vài con Rubik này để mình chơi. Cũng khá là hay mọi người ha. Và từ khi mình chơi con hơn mấy tháng rồi còn là hơn con hơn quen con khách nó rất là nhiều năm gì chung một người ta có là con cái cũng đã lâu rồi mình còn đang đầu lắm cũng lâu rồi mình không đăng video ấy, mọi người chắc mình đăng video này chắc không ai nhớ đâu mình. Chắc mình đăng video này chắc không ai nhớ đâu bởi vì một số lý do đó mà. Đăng video này lên chắc không ai nhớ đâu mà. Thì lúc này lúc kia mình đã khá là bí rồi. Khá là đây đứng đây đâm tính mình. Cốt lõi thì là mình đã bấy lúc mà mình không có ý tưởng lúc mình bấy ý tưởng mà không phải là mình không có ý tưởng ok có ý tưởng chứ không phải là có ý tưởng ok và thực ra thì mình cũng có chơi cho khoảng ba bốn tiếng nữa cho được 3-4 tiếng chơi con khá là lâu nhưng mà một số lý do đó mà không thể quên video được để các bạn để xem đấy bởi vì một số lý do đó không phải lý do nhất là mình không có thời gian dành thì sắp thi rồi nên mình sẽ không có thời gian dành để mình làm một bài chứ bộ phải là không được đó giờ cũng lý do đó thì mình cũng không thể chơi quá nhiều thời gian của mình để mất công mình tốn sức để mình học edit video thì nếu mà mình edit video rồi xong mình mất 2-3-4 phút để mình làm đây là video nó rất hay thì nó mất rất là nhiều thời gian mọi người mất rất là nhiều thời gian còn học còn việc học mình 3-4 phút là mình chân nhãn mệt mỏi rồi mình bỏ luôn mình đợi đó mình đi chơi lúc đó mình rất là cảm thấy mình ngu sao sao rồi lên tính kêu gì mình sẽ không edit video này bởi vì mình sẽ có thời gian học bài mình nếu mà xong cái chân các bài cuộc này xong là mình sẽ kết thúc video luôn. Thì mình cũng chơi này cũng lâu rồi nhưng mà mình không có thời gian để học những cái công thức nâng cao đây là cái tờ giấy nâng cao đây này đây tờ giấy nâng cao program đấy toàn đâu nhấn như đây g u g 7 f g xong một điều đây luôn thì có rất nhiều người không phải là những cái này nó phải các bạn dễ chơi đâu rất khó khăn chơi còn với người chơi quen dậu dễ cái người chơi quen dậu dễ thì nó thiệt chơi quen dậu dễ y chang mới vừa mình chơi bao mình sẽ còn chúng công thức khó nè không gặp công thức khó nữa chắc mình sẽ đăng chắc mình đăng video này chắc sẽ bị miễn quyền ok tạm biệt mọi người đã xem video này mong tất cả mọi người đã wait a second từ rồi là có 4 buff may rồi đủ tôi là 3 có 4 buff may cắn thế
Thôi mình sẽ chắc mình sẽ làm, nếu nếu mà anh này hay thì bạn cho mình một cái comment để mình hướng dẫn nhé. Ok, tạm biệt mọi người, bye. And the bam.